An Nguyễn, xin chào quý anh chị em khách hàng ha. Hôm nay thì em có về được một cái lô xe đạp trợ lực nha anh chị. Đó, thì cái lô xe đạp trợ lực này thì nó sẽ có hai mẫu, là một mẫu của nam và một mẫu của nữ ha anh chị. Đạp trợ lực nha, đó, khung sườn rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em mở hộp cho anh chị mình nha. Rồi, đó, thì cái xe này là mới full hộp nha, em về nha anh chị. Đó, có sườn, có ba ga. Rồi màu sơn nè ha, màu đen nha, đó, màu đen hoặc là màu xám thôi. Thì ở đây thì nó có một cái chiếc của nam và một chiếc của nữ nha anh chị. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc của nữ ha. Đó, rồi anh chị đợi em một xíu ha, em sẽ bắt đầu em ráp sản phẩm vô rồi cho anh chị mình xem cái mẫu nha. Kiểu dáng rất là thể thao ha, hiện đại luôn nha anh chị. Rồi, rồi sau khi em đã ráp xong hai chiếc xe đạp cho anh chị mình ha. Đó, ở đây mẫu rất là thời trang và thể thao nha anh chị. Cái mẫu trước mắt anh chị đây là một cái chiếc xe của nam ha. Đó, cái những cái xe này là sườn bằng nhôm nha anh chị. Tất cả sườn của nó đều bằng nhôm nè. Đó, rất là nhẹ luôn nha. Cái con này là dòng trợ lực và có chức năng là chạy thuần điện được luôn nha anh chị. Cái màn hình LED của nó đây nè. Đó, giờ em sẽ bấm nè. Đó. Đó, chạy rất là nhanh nha. Chạy tối đa được khoảng 40 cây số giờ luôn nha anh chị. Đó, chạy rất là mạnh luôn ha. Pin thì nó sẽ tích hợp nằm bên trong động cơ nha anh chị. Rồi, pin nó sẽ tích hợp nằm bên trong cái sườn nè. Đó, nguyên khối pin nằm đây ha, sườn bằng nhôm nha. Rồi, kiểu dáng rất là thể thao ha. Dòng này là dạng như trong một số dòng mà anh chị mình hay đi tập thể dục buổi sáng đồ này kia rồi đó. Đó. À, kiểu dáng rất là đẹp luôn. Ở đây thì nó sẽ trang bị cho chúng ta là hai cái phanh đĩa nha. Phanh đĩa trước và phanh đĩa sau. Rồi, phuộc nhúng luôn nè. Đó, có cái phuộc nhúng ở trên luôn ha, đèn LED nè. Rồi, hai tay thắng nè, rồi cùi đề Shimano đầy đủ luôn nha anh chị. Rồi, động cơ thì nằm ở phía sau. Đó, nó có một cái cụm động cơ ở đây. Đó, trợ lực và chạy thuần điện đều ok luôn nha anh chị. Con này thì nó chỉ có một dĩa nhưng mà nó được khoảng cái này khoảng 7 lít nha anh chị, một dĩa 7 lít ha. Rồi, xe này là xe dáng của nam ha. Rồi, tiếp theo là dáng của nữ thì nằm bên đây. Dáng của nữ thì cái tay nó sẽ là tay cong ha anh chị. Cái tay nó sẽ hơi cong như thế này nè. Còn của nam thì nó sẽ là tay thẳng ha. Rồi, cũng là sườn nhôm luôn, pin tích hợp nằm trong sườn ha anh chị. Con này thì cũng trang bị cho mình là hai cái thắng đĩa trước sau luôn ha. Đó, màu sắc rất là đẹp và kiểu dáng thể thao luôn. Đó. Thì nữ thì nó sẽ trang bị cho chúng ta thêm một cái ba ga trước. Xe nữ thì có cái ba ga trước nha anh chị. Đó, hai thắng đĩa rất là đẹp luôn nha. Giao diện màn hình thì hai con sẽ giống nhau ha anh chị. Màn hình LED hiển thị rất là sáng nha. Đi mưa thoải mái luôn. Con này anh chị đi mưa yên tâm luôn ha. Đó, thuần điện hoặc là đạp trợ lực đều ok luôn. Đó. Rồi. Đó, anh chị xem tổng quan ha. Ship tới anh chị thì hàng là sẽ là nguyên hộp nguyên thùng nha. Ở đây là hai mẫu em đã ráp sẵn cho anh chị mình luôn rồi. Thì cái ba ga sau này anh chị thí dụ mà mình muốn đi xa thì mình sẽ trang bị thêm những cái túi hành lý rồi đó. Lều cắm trại này kia anh chị đi gần đi xa gì đó cũng được ha. Rồi sạc tích hợp 220. Ở đây nó có một cái jack sạc nè. Đó. Anh chị mình sạc thì mình chỉ việc kim điện vô đây mình sạc thôi ha. Đó. Bàn đạp nè, cùi giò nè ha. Rồi. Cũng là một một đĩa 7 lít ha, động cơ nằm sau. Kiểu dáng rất là đẹp và thể thao nha anh chị. Mình có thể tăng chỉnh cái chiều cao phù hợp vào cho anh chị từ thấp tới cao luôn ha. Rồi, anh chị nào quan tâm thì inbox liên hệ với em ha. Đó. Rồi, mẫu rất là đẹp nha anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ha. Thì nay mai em sẽ lên phiên live em giới thiệu cho anh chị mình cụ thể hơn ha, hai mẫu xe đạp trợ lực này em vừa mới về nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều ha.